Chào cả nhà. Thì hôm nay Hằng gửi chào bông cá chẽm này cho em ở Sài Gòn nha. Em đi Sài Gòn. Rồi đi 2 kg chà bông. Thì giờ Hằng gửi lên cho em cho rồi. Đây. Đó, 2 kg chà bông. Keo như vậy là nửa ký nè. Đó, nửa ký. Thì cái này nè Hằng sấy tới khô rồi cho nên á để được tới 4-5 tháng luôn á nha. Để được lâu lắm. Thì mình sấy khô hết trơn rồi. Đây nè. Đó, thì Hằng vô mỗi keo vậy là nửa ký nha. Còn ai mà không muốn vô keo á mà xách đi á, cho nó dễ á, thì Hằng vô không vô bịch nha. Vậy mình về bánh mình hả để vô keo. Còn giờ cái này thì Hằng để vô keo tại em đi gần ở đây nè, em đi ở Sài Gòn á. Thì em Bi này cũng là một khách quen của Hằng nha. Ở ngoài Bình Chánh em hay mua đồ của Hằng lắm, mua khô mua đồ này kia bên Hằng không à. Đó, thì bây giờ Hằng cho đi, cho đi 1 ký này, 2 ký này em chuyển khoản Hằng rồi luôn rồi đó. Thì cái này Hằng bán 750 một ký, nhưng mà sắp tới chắc có lẽ là phải lên cả nhà ấy, tại vì cá này lên quá. Giờ thì Hằng đang bán 750 nha. Nay Hằng gửi giờ đồ đi cho em chuyển lại từ cái khô này. Hằng đang phơi lại không lại cho nó khô một xíu á. Cái này là khô cá lóc nha, khô cá lóc em lấy 2 ký. Đục này rất ngon nha, chiếc khô cá bông thì em lấy mỗi phương ký nữa là 2 ký. Cái cá bông đục này nè thì nó thịt nhiều lắm, thịt nhiều hơn cá bông đó. Thì hôm nay Hằng sẽ đi cho em là tổng cộng tới như là 10 mấy ký. Cái này là cá bông, cái này là cá bông nè. Cá bông này thì Hằng cũng hâm lại cho nó khô một xíu rồi đó. Cá bông này mình đem đi chiên lên chấm mắm me rồi ăn ngon. Món này thì ướp ớt sấy nha, nhìn cả nhà nhìn ngon không? Khô đồ này là em cũng lấy 1 ký luôn. Thì Hằng gửi cho em 1 ký khô đồ này nè. Đồ này thịt dữ lắm, tại đồ này là đồ sấp á, cho nên nó thịt nhiều hơn đồ xả. Nó đối á, mà đối bui á, thì khô cái đối bui nè, nó bự thịt không à. Thì cái này thì để em lấy 1 ký, Hằng gửi cho em 1 ký nè. 1 ký. Cái này là khô cá đuối nha. Khô cá đuối này thì chị lấy 1 ký, đuối này đuối lớn nè. Đuối này đuối Hằng bán 450 nha. Đây thì khô cá đuối này Hằng đi cho chị 1 ký nè. Còn cái này là cá mặn, cá mặn con cá mặn này là 1 ký 4, cái 4-5 lần á mà Hằng tính cho chị 1 ký 4 nè. Thì cá mặn thì Hằng phải cắt cái đầu ra nha, cái đầu nó xương không à đó. Thì Hằng cao nguyên con rồi mới cắt đầu ra, thì Hằng ép vô 2 cái khúc như nè để cho ăn cho nó dễ. Thì cá mặn này thì Hằng làm thì nó cũng không có mặn đến nỗi như của người ta đâu nha. Của người ta mặn dữ lắm. Cá dứa lạc, thì cá dứa lạc này thì 1 ký hơn ký mốt nè, thì Hằng tính cho chị 1 ký mốt luôn. Với chị lấy 1 ký khô cá khoai nữa, khô cá khoai nguyên con á. Còn này củ hủ dừa thì chị lấy 1 ký. Củ hủ dừa này thì vô một bịch 250 g, nó bự vậy nè. Đó, vậy đó. Để mình cho đi Tân An. Tân An cho người thân của chị nhận hay sao á, Hằng không biết nữa. Chị chưa gửi lên trên cho ảnh cho chị á. Thì chị cũng thương tâm Hằng lắm. Thì giờ chị muốn ủng hộ cho tâm Hằng. Thì em cảm ơn chị nha. Thì có nhắn tin điện nói chuyện chị á, thì chị cũng thương tâm Hằng lắm. Đó, cái này bịch như vậy thì 250 g, 4 bịch. Với 1 ký khô cá đù, 1 ký khô cá đù, đù xẻ. Cái này là đồ của em Diễm ở Mỹ á. Thì em mang mua để cho người nhà mang đi á. Thì người nhà mang đi thì Hằng đã làm sẵn như vậy nè. Thì cái này cứ đem về á, thì người nhà mình cứ bỏ vô vali hoặc bỏ vô thùng để mà mình đóng đi thôi nha. Thì cái này thì đi nước ngoài thì Hằng đã chuẩn bị xong hết rồi, có tem như vậy nè. Thì mình chuẩn bị xong hết rồi mình đi rất là dễ nha. Thì cái này là khô đù. Khô đù, đù nó cũng khô nhưng mà cỡ 80 thôi chứ không có tới 100% đâu. Tại vì cái này thì mình đi qua bển mình còn để tủ đông á, thì cái thời gian để lâu á thì nó sẽ bị khô quá. Cái này là khô cá đối, cá đối bùi thì em lấy 1 ký. Cái này là khô cá dứa một nắng, thì dứa một nắng em lấy 1 ký. Thì cái này nè thì em lấy 2 ký lận nhưng không có, Hằng đi một nắng cho em 1 ký cái khô cho em nha. Cái này lóc tiêu sọ, khô cá lóc tiêu sọ thì em lấy 1 ký. Này là khô cá lóc, cá
lóc, cái này là cá lóc đồng, hàng để vô cho em luôn. Thì khô cá lóc bên hàng nè, cái này vừa ăn nha. Thì bên hàng thì đa số là khô mới nha, với giá lại như là khô mới mà nó không khô lắm á, cho nên mình mang qua bển mà để tủ đông á, thì để bao lâu á ăn á thì cái chất cá này vừa nó vẫn còn nha. Với khô cá bóng, khô cá bóng em cũng lấy 1 kg luôn, thì hàng cho vô như một bịch vậy là nửa ký, bịch vậy là nửa ký. Còn cái này là khô cá đục, cá đục em lấy 1 kg. Thì lúc mình cân là có cái đầu nha, nhưng mà lúc mình cho đi thì mình đều cắt đầu bỏ hết, tại vì đi qua bển thì mình mang cái đầu đi thì thấy phí lắm, cho nên hàng sẽ đóng gói lại kỹ như vậy. Thì cả nhà mua đi nước ngoài thì dùm nói với hàng là mình đi nước ngoài nha, để hàng chuẩn bị tốt hơn. Như cái này cũng vậy nè, đây nè, đi nước ngoài thì này, bịch này là cá bóng, cá bóng này thì nửa ký bịch nè, thì em lấy 1 kg thì hàng kê ra 2 bịch, tại nó nhiều lắm. Cái này là choi, cái này là choi biển nha, cái hàng này thì hàng hiếm lắm nè. Đây nè, thì em thì này lo chơi mỡ á, thì mình chiên hoặc nướng, nướng là mỡ nó chảy ra luôn á, thì cái này ngon lắm. Cái này là anh Bích mới lấy 10 kg rồi à. Hồi hôm qua hàng mới gửi lên cho anh 10 kg rồi, 10 kg lo chơi thì anh mua của hàng là nhiều lắm, mỗi lần mua là 5 kg 5 kg, đợt này là mua 10 kg. Anh mua biếu á, thì khách hàng của anh thích á, cho nên anh đặt hàng để hàng gửi á. Còn cái này thì tôm khô, tôm khô này 750 nha, ngọt ngon cả nhà xem nè. Thì buổi tối thì hàng quay thì nhìn nó không có được đẹp, nhưng mà cái màu đó ở ngoài thì rất là đẹp nha, nhưng mà đặc biệt của cái là nó ngọt, nó thơm. Cái này là bạch tuộc thay da nha, trời ơi cái này ăn nó giòn sực 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 luôn á, này ngon dữ lắm. Cái này là chị Tốt thích lắm, chị Tốt chiên da là dặn hàng mua cái mực này, nó không cứng mà nó giòn, mực này giòn ngon lắm. Thì cái này chị lấy 4 kg nè, hàng lấy 4 kg nè, cho chị nè, mực này ngon lắm. Thì giờ hàng gửi lên cho chị luôn 4 kg. Cái này là cái đầu cá, đầu cá này là 2 kg 6 nè, thì hơn 2 kg 6, nhưng hàng lấy chị 2 kg 6. Thì cái phần của con cá phần dưới này thì rất là ngon nha, thì hàng cắt xéo từ đây này xuống dưới đây nè để lấy cái phần ngon luôn. Thì cái ruột nó quá trời ngon luôn. Cái đầu này tại vì mình làm cá tới 8 kg mấy á, thì hình ra nó mới bự như vậy nè. Còn cái này là ở dưới cái lườn của con cá đó, rất là ngon nha. Cái phần này là như nó béo, nó ngon lắm á. Bây giờ hàng đóng đồ đi cho chị Tốt. Chị Tốt cũng là một khách quen của hàng, thích ăn tuột bánh hàng lắm, khô cá đồ thì chị thích lắm, nên hôm nay hàng gửi cho chị nữa. Thì đi thùng đồ này đi lên Sài Gòn cái giao tới nhà cho chị. Em cảm ơn chị Tốt. Hồng Yến là một cái mối quen của hàng, rất là quen từ hồi lúc hàng ra bán tới giờ là em mua cho chị của em ở Mỹ nhé, mua nhiều lắm. Thì cũng nhờ bên em á là hàng mới biết được cái chỗ để gửi đồ đi nước ngoài. Hồi đó hàng đâu biết đâu, sau này hàng mới biết, hàng mới gửi đi á, hồi quen từ thời đó tới giờ luôn á. Thì em mua cái khô sạch này nè là 5 kg khô sạch. Khô sạch này thì hàng 8 con vô 1 kg, nhưng mà mình cắt đầu rồi á là 8 con nha, 8 con vô 1 kg. Còn cái này nè, này là nước màu, thì một chai như vậy thì một lít, hơn lít thì lấy 8 lít đây, đây thì 8 lít, hàng cho vô một bịch như vậy là 2 lít, chút xíu hàng ép vẫn không được luôn. Lại thì cái nước màu thì đi nước ngoài vẫn được nha cả nhà, đi nước ngoài được, tại vì em Yến nè, Hồng Yến này nè, thì em mua rất là nhiều, em mua nhiều lần gửi đi bển này cho nên nó đi được á, nên giờ em mua nữa là 8 lít. Thì cái này thì gửi hàng gửi qua bên Cần Thơ rồi anh Triều á, anh Triều qua Cần Thơ á nhận xong rồi mới gửi đi qua bển. Giờ hàng đi cái ép chân không lại mình mới đi được nha, với 2 kg hành phi nữa. Cái này đồ này hàng chuẩn bị xong hết rồi nè, thì 5 kg khô nha.
Khô này mình để tủ đông đi, mình lấy ra ăn á, lâu nó cũng vẫn ngon. Tại vì cái khô này nó kiểu như nó còn còn cái chất của con cá đó, cho nên nó ngon. Thì 5 ký khô cá sặc nha. Với cái này là khô cá mặn. Khô cá mặn á mà chưa cắt đầu, cắt khúc ra, cho nên hằng cắt khúc ra mà thịt nhìn ngon ghê không? Dẻ thịt. Cái này là chiên cơm cá mặn hay chưng, hay là đem chiên á, bắt tỏi mỡ lên mà chiên á, cũng ngon lắm. Mình chấm rau đồ á, ngon. Thì cái này thì hằng con này tới 1.4 kg lận. Ê, 1.6 kg chứ. Con này là 1.6 kg nè. Nó rồi con nó là hành phi. Hành phi bịch giờ là nửa ký nè. Đó. Hành phi này là không có bột nha. Hành phi là rất là ngon, giòn gụm luôn, ngon lắm mà không có bột. Nhiều người ta để bột, con này không có để bột nha. Thì cả nhà có ăn hành phi thì gọi cho hằng thì hằng cũng gửi được nha. Hành phi này thì gửi đi được. Cái hành phi này nè thì hằng bán 1 kg nó 250 nha. Thì hành phi thường mà cả nhà mua ngoài chợ thì sẽ bị người ta trộn bột vô để người ta phi lên á. Còn bên hằng thì không có nha. Đặc biệt luôn là hành phi á, cho nên nó giòn gụm mà nó mỏng lắm, nó ngon lắm. Thì cả nhà có mua thì gọi cho hằng nha, hằng gửi đi nước ngoài được luôn á. Thì cái này là một bịch như vậy là nửa ký á, giòn lắm, nhiều lắm. Thì hằng ép chân không lại nè. Thì một bịch nửa ký, hai bịch như vậy, hai bịch như vậy là 250 nha, hai bịch 250 nha, hai bịch như vậy là 250 nha. Còn cái này là nước màu, nước màu này là đi nước ngoài được luôn. Đó. Nước màu này thì hằng chuẩn bị đồ đi nước ngoài thì mình phải dán cái nắp chai lại, rồi mình ép chân không lại cho nó sát vô. Đó. Thì mình đi nè, cái này là 1 lít nè, hai chai này là 2 lít nè. Mấy ký khô cái sạc này? 5 ký khô cái sạc nha. Hành phi. Hành phi như 2 ký. Hành phi 2 ký. Bên đây có đi thêm hồi nó bể. Dạ mình đóng thùng. Nó dọn nha, đều đều. Phi này ngon lắm mấy nhà. Nhìn ngon. Vàng giòn hả? Thơm. Đặc biệt không có bột nữa. Cái này ta mang cơm với chả bông mình ngon lắm mấy nhà. Nãy cái hàng làm chả bông ngon. Đang làm cho chị Hằng ở bên Mỹ. Ngon không? Chị Hằng bên Mỹ 3 kg. Với 2 kg cho cái cho anh chị nào cũng ở bên Mỹ luôn hả chị á. Chị gửi qua bọn. Bây giờ đang làm thì làm bữa nay nhà mơi nữa là đủ cho chị Hằng. Mẹ tâm test thử nè. Này mình làm để nhà cái khi mình ăn cơm. Thì cái chà bông này Hằng làm á thì mình để ở ngoài vậy đó, không cần phải để tủ đông gì chứ, để cũng được 3-4 tháng. Ngon. Tại Hằng sấy tới khô rồi, khô veo luôn. Này ăn cháo rồi. Cái này để dành ăn cơm, ăn cháo. Thì cái con cá chà bông này thì chẽm này thì mình ăn thì nó hiền lắm. Cái này mà mấy phụ nữ mới sinh ăn cũng được luôn. Ngon. Chà bông này thì Hằng để dầu ít lắm nha, không có để dầu nhiều đâu, có xíu à. Để mình thắng cái hạt điều thôi. Này Hằng làm cũng hơi mặn mặn để mình ăn với cháo hoặc cơm á cho nó dễ. Mẹ thì đang sấy bên kia, sấy một lần nữa Hằng đưa lên trên, Hằng sấy thêm một lần nữa rồi mới cho gia vị vô, sấy khô lại. Cái này thì Hằng định mua ăn mà bây giờ thì Hằng
bán lại cho chị Nga rồi. Chị Nga lấy 6 hũ mắm, mắm tép với cơm hết trơn rồi đó. Ngon. Cơm lúc này rẻ lại nha cả nhà. Lúc trước thì nó hơi mắc nha. Hoặc 200 một ký, nhưng mà lúc này rẻ lắm. Rẻ hơn lúc trước nhiều. Cho nên tôm nó mới có giá này nha. Nhưng mà tôm của Hằng là tôm thiên nhiên. Đó, bây giờ mình cho đi. Thì tôm thì phải có nước một xíu. Dạng để nó đai này thì tôm lộn xộn nha. Tôm bầu, tôm đất, tôm gì tùm lum trong đây nè. Đó, thì được 1-2 con tôm này thôi. Đó, đủ thứ tôm như này là chiều em tèo về được 1,5 ký á. Nó đi đặt lú về 1,5 ký à. Giờ mình cho nó đai vô mình đóng lại. Cái này là mắm. Mắm chị Nga là chị Nga là thích ăn mắm bên Hằng lắm luôn á. Chị mua lần là nhiều lắm. Nhiều khi mua lần cả chục hũ luôn á. Giờ thì Hằng chị mua 6 hũ nữa, chắc chị mua biếu á. Chị Hằng nghĩ là chắc chị mua biếu á. Cho nên ở đây 2, 4, 6, 8 là hồi sớm Hằng đã lấy 2 hũ á, gửi cho em Quân rồi. Thì giờ cái này Hằng đi 6 hũ nha. 6 hũ. Đó. Với hồi sớm Hằng đi 2 hũ nó là hôm nay Hằng sẽ đi 8 hũ. Mà chị Nga này là chuyên gia mua mắm bên Hằng nha. Mắm bên Hằng chất lượng, ngon. Cả nhà có ăn thì sẽ biết nha. Con mắm nó vẫn ngon bình thường nha. Mình để ở ngoài 1 tháng 2 tháng thì nó vẫn còn ngon nha cả nhà. Thì bên Hằng làm thì này là bằng nước mắm chứ nó không có mặn nha. Không mặn lè, vừa ăn lắm. Mình về nhà mình đâm tỏi ớt, xong đó mình nặn miếng chanh vô, cho thêm xíu đường tùy theo khẩu vị á. Nếu cả nhà ăn mặn thì mình thử đi. Rồi mình hãy cho đường vô thêm nha. Giờ Hằng đi 6 hũ cho chị nha. Cái thùng tôm thì ở dưới. Ở cho Hằng gàn thêm 6 hũ mắm. Mình gàn như vậy thì chắc ăn lắm. Thì mình gàn ở trên này, chứ để chung thì không được. Mình Hằng phải để riêng ra. Giờ cái thùng này đi cho chị Nga. 2 hũ mắm em Khánh á, thấy Hằng đăng nè, cái em nói lấy 2 hũ mắm cho em, giờ Hằng gửi lên luôn nha. Thì cái này 1 hũ vậy thì Hằng bán 101 một hũ nha. Thì cả nhà có 2 hũ thì giờ Hằng gửi lên trên chợ cho em. Còn bịch khô này thì Hằng biếu, Hằng gửi biếu cho đứa em á ở Sài Gòn, nhờ em Khánh mang tới giùm luôn. Thì em Tí thích ăn khô này lắm, cho nên em Khánh này ở gần nhà em Tí thì Hằng gửi cho em Tí với bé Phương á, bịch khô có bóng. Tí nó thích ăn lắm, sẵn Hằng gửi vậy đó. Thì cho em này có 2 hũ mắm à, thôi biếu gửi biếu cho Tí luôn. Đây là củ hủ dừa sấy khô nè. Thì em vô bịch vậy nè, thì một bịch vậy là 2 ký à, mà nó bao nhiêu tới cỡ này nè, nó nhiều lắm. Cho nên một bịch Hằng chỉ vô được 250 gram thôi. Nhiều khi là một gỗ như vậy nè chỉ khoảng nửa ký thôi, cho nên mình ngâm ra rất là nhiều, ngâm nhiều lắm. Như mình trộn củ hủ dừa không á, thì 4 người ăn á, trộn củ hủ dừa không luôn nha, thì Hằng nghĩ chừng cỡ 150 hoặc 200 gram thôi. Còn nếu mà mình trộn củ cải đỏ đồ vô á, thì khoảng chừng 100 gram. Ngâm ra nhiều lắm, là một dĩa to luôn á. Hằng sẽ lấy cái củ hủ dừa của bên Hằng ra cho cả nhà xem nha. Thì cũng có nhiều người ăn rồi nhiều người giới thiệu, nói là mua bên Hằng rồi xong mình có giới thiệu. Thì chị Tiên là người mua của Hằng, nhưng mà nhờ ai mua Hằng cũng không biết. Nhưng mà chị Tiên có giới thiệu cho bạn của chị Tiên mua của Hằng. Đó là chị Tiên mà hồi lúc hổm về chị với anh rồi về với em Minh rồi đó, là có về bên Hằng chơi đó. Thì chị Tiên nó có hôm bữa là chị Tiên có điện cho Hằng, xong nó là nhờ ai á mua. Thì có cuộc là cái người nào mua Hằng không biết, thì mua có gửi quên bệnh cho chị rồi. Đó, nghe xem nè, ngon ghê không? Đó, cái phần của hủ dừa này là ngon hết nha. Nó có cái bông dừa nè, ngon. Thì cái phần này thì ngon lắm. Một cái rổ này nè, nếu mà một rổ này Hằng nghĩ là chừng nửa ký. Tại vì một cái bao như vậy nè là nó chỉ có 2 ký thôi. À, cho nên nó là mình phải mỗi lần ép á, là mình ép vô là 250 gram, chứ mình không có ép một bịch nhiều được. Một ký là ép không được đâu, tại vì nó
nó nhiều lắm. Đây cổ nhà ta vậy, thằng nghĩ là một cổ này là không được nửa tí luôn á, nhiều lắm. Đây cái nhà ta nè, cô dừa nha, cô dừa thấy cô bánh hàng nha, thì nó giòn lắm, thằng bao giòn luôn á, nhưng mà không giòn thì thằng chịu trách nhiệm nha. Đó, bên hàng bạn thì hàng bao giòn luôn, thì hàng nói là lấy cái phần á thì có mấy cái bông bông nha thì nó ngon, nó ngon hơn. Cả nhà xem đó nè, đây đó, đây là củ hương dừa bên hàng nha. Cả nhà mua thì liên hệ với hàng, số điện thoại là 0869176296, thì Zalo Facebook của hàng đều xài số đó. Thì cả nhà có mua thì gọi điện lại cho hàng nha, thì hàng bảo đảm là cái củ hương dừa bên hàng là giòn đó. Mình đem về mình ngâm khoảng 50 phút hoặc 1 tiếng thì nó sẽ nở ra, ngâm không cần phải ngâm với không cần là mình ngâm với nước sôi nha, mình chỉ ngâm nước lạnh thôi thì nó sẽ cho ra được cái củ hủ dừa rất là ngon. Thì mình trộn á thì lúc mà mình trộn giấm đường vô thì nó sẽ thấm vô, nhưng mà ăn giòn dai. Như người nhà có xem clip á, cái nhờ mua giùm, nhờ em có cái Zalo là Hoàng Quân thì mua gửi lên Đồng Nai. Thì hồi sớm á, thì hàng ở ngoài trời của anh Tâm quay clip á, thì bạn ở nhà bạn đã có gửi cho hàng rồi, thì 2 ký, hàng đi ngay cái cước phí nhanh á, cho nên nó cao giá, nó gần 70-80 ngàn lận, nhưng mà đi hôm nay thì ngày mới đã nhận được rồi. Thì cái này mua củ hủ dừa 1 ký hoặc 2 ký hàng sẽ chịu ship hết nha. Hàng kia sẽ chịu ship. Này cả nhà mua thì gọi cho hàng nha, số điện thoại của hàng là 0869176296, thì Zalo Facebook hàng đều số đó hết. Thì cả nhà thương thì ủng hộ hàng nha, hàng bảo đảm cái này là ăn giòn nha, của vừa bên hàng bán rất là giòn nha, chỗ uy tín. Thì hàng có đi quay rồi, tới cái chỗ cái xưởng này quay rồi. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, những cái nhà giao clip sau.